chỉ với khoảng 250 cành trong túi thôi là các bạn đã có thể rủ ngay mấy đứa bạn đi ăn một bữa sushi hơi bị hoành tráng không gian khá là đẹp mắt mà lại còn phờ ri áo kimono cho các bạn thoải mái chụp ảnh sống ảo nữa chứ cùng chiến thôi nào xin chào tất cả mọi người tôi là tú hiệu trưởng đây nay tôi mới biết thêm được cái quán sushi 102 này nằm ở bên quận nhất hơi bị trí lý á nha bà con không gian của nó thì kiểu vừa vừa thôi chứ không có quá to mà đường cái là mấy cái góc đề co khá là xinh xắn các bạn mặc kimono có sẵn bên này vô chụp hình cũng cháy lắm luôn á menu ở đây thì đa dạng món mà khá là phải chăng ơi mà tôi đúng khoái mấy cái món phô mai bên này luôn nha các bạn như cái phần mai cua hải sản phô mai đút lò này nào. Nà, ta nói cái vị phô mai của nó béo bùi nó thơm mà ăn không hề bị ngán nha còn ai mà muốn ăn theo kiểu thiên ngọt mà đỡ béo hơn thì nhất định sẽ thích cái mai cua nướng nấm đinh này trong những cái mai này thì sẽ đều có thịt cua thiệt hết sashimi ở đây thì các bạn coi nè bày trí quá trời là bắt mắt cả hồi sò đỏ hay cá trích ép trứng ăn cũng đều rất là tươi tôi thấy là không có điểm nào để chơi luôn á tới cái phần hầu nướng phô mai này thì phô mai của nó sẽ kiểu sệt hơn một xíu làm hơi cháy cháy ăn cảm giác nó cũng rất là khác so với mấy cái phần kia ngoài ra thì tôi thấy mấy cái phần rô ở đây kích thước nó cũng khá là hợp lý cũng chắc chắn tụi tôi còn kêu thêm cả miso ramen và nhiều món khác nữa mà kể không hết luôn á bốn đứa tính ra đống này có hơn hai cành một chút xíu thôi hai mê sushi thì nó lại chuyển liền nhá